Bệnh do một gen có hai len quy định. Loại thứ nhất là loại bệnh một gen có hai len. Thông thường thầy chỉ nói lại là các bài tập phá hệ trong chương trình sinh học phổ thông chúng ta chỉ dừng lại ở các phá hệ mà do bệnh do một gen quy định. Có thể là một gen có hai len, hoặc có trường hợp là một gen có ba len. Ví dụ trường hợp là bệnh di truyền, trường hợp là di truyền của tính trạng nhóm máu, tính trạng nhóm máu kém thì một gen có ba len. Còn hiện tượng các bệnh do tương tác gen quy định là không có trong các bài tập phá hệ em nhé, vì chương trình phổ thông không học những nội dung đấy, chúng ta chỉ học những nội dung rất đơn giản, rất đơn giản. Em lưu ý như thế, cho nên chúng ta đừng phức tạp hóa vấn đề, vì để không hướng tới những bài về tương tác trong phá hệ đó các em. Cho sơ đồ phá hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai len của một gen quy định. Alen trội là trội hoàn toàn, biết rằng không xảy ra đột biến, có thể xác định được kiểu gen của bao nhiêu người. Tức là câu A thầy viết đề để tin nữa thì chiếu phá hệ. Câu A là xác định được kiểu gen của bao nhiêu người. Của bao nhiêu người. Xác suất để cặp vợ chồng số 12, 3 sinh con đầu lòng bị bệnh bao nhiêu? Cặp 12, 13 sinh con bị bệnh, thầy viết tắt như thế là bao nhiêu? Xác suất để cặp vợ chồng 12, 3 sinh con đầu lòng là con trai và không bệnh. Sinh con trai không bệnh là bao nhiêu? Con trai không bệnh. Và chúng ta xem phá hệ như sau. Phá hệ lại tiếp tục bị lỗi rồi. Thầy sẽ vẽ lại cho các em nhé. Đấy, các em thông cảm. Thầy vẽ lại. Đấy. Mở quá nhỉ. Đây. Mờ nhưng mà cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đấy. Thấy chưa các em? Đấy. Các em nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy rõ đúng không? Vậy chúng ta phải làm việc như sau. Kiểu gen của bao nhiêu người? Bây giờ chúng ta phải bước 1 là phải xác định bệnh do gen trội hay lành quy định và có liên kết tiết tính hay không. Ta thấy cặp vợ chồng số 1 và 2 đều không bị bệnh. Sinh con trai số 5 bị bệnh, vậy chứng tỏ bệnh do gen lặn quy định. Bệnh gen lặn. Và có liên kết tiết tính hay không? Có liên kết hay không? Đấy. Lúc nãy đề đã nói rõ, bệnh do một gen trong allele là trội hoàn toàn, không có biến truyền của người. Đấy, như vậy chưa nói rõ nằm liên kết hay không, đúng không? Đấy. Vậy ta có 1 và 2 đều bình thường, sinh con số 3 bị bệnh. Như vậy thầy hướng dẫn các em giải 1 và 2 đều không bệnh, sinh con số 5 bị bệnh. Vậy suy ra bệnh do gen lặn quy định và quy ước là A nhỏ là bị bệnh, A lớn là bình thường. Đúng chưa? Bây giờ ta xem liệu có hiện tượng liên kết giới tính hay không. A nhỏ bị bệnh, A lớn bình thường. Vậy ta thấy người con gái số 10, người con gái số 10 bị bệnh, tức là sẽ mang gen đồng nghịch lặn, sinh ra người con trai số 14 không bị bệnh. Em ạ, 14 không bị bệnh. Người con trai luôn nhận allele bệnh từ mẹ. Vậy nếu bệnh liên kết giới tính thì người con trai này phải là bị bệnh. Vì nếu bệnh liên kết giới tính thì người con trai chỉ nhận gen của mẹ mà không nhận gen của bố.
Vậy mẹ đã truyền gen bệnh cho con trai và con trai phải có kiểu hình giống mẹ. Vậy khi con trai có kiểu hình khác mẹ hoặc con gái có kiểu hình khác bố thì đấy là bệnh không liên kết giới tính. Em. Đấy. Bố mẹ có kiểu hình lặn, con trai có kiểu hình trội thì bệnh không liên kết giới tính, hoặc bố có kiểu hình trội, con gái có kiểu hình lặn thì bệnh cũng không liên kết giới tính. Đấy, em lưu ý nhá. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta khẳng định vì người số 10 là đồng hợp lặn mà sinh ra con trai 14 phải cho bệnh không liên kết giới tính. Và thầy lưu ý với các em, khi nào không nói gì đến liên kết giới tính thì có nghĩa là không liên kết giới tính. Em nhớ cho thầy như thế, đấy là một dấu hiệu rất quan trọng, đấy là một dấu hiệu mà không nói thành lời, tức là luật bất thành văn, không thành lời mà đấy là kinh nghiệm đấy. Đấy, vậy không liên kết giới tính, vậy ta có kiểu gen. Ta kiểu gen ta phải xác định gen của người bị bệnh trước. Đấy, kiểu gen người này là A nhỏ. Người này A nhỏ. Người này A nhỏ, đúng không em? Vậy những người còn lại sẽ là hai người này đều dị hợp A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ, đúng các em? Yeah. Người này bị bệnh chứng tỏ hai người này đều dị hợp A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ. Người này bị bệnh chứng tỏ người này dị hợp A lớn A nhỏ, đúng các em? Đấy, như vậy chúng ta xác định được bao nhiêu người? Xác định được 1, 2, 3, 4. Hai người này không thể được em. Hai người này không thể. 5, 6, 7, 8. Đấy, 8 người. Em nhé. Bài này được xác định được 8 người. 8 người. Đấy, chúng ta xem. Đấy, 8 người. Đấy. Câu B. Cặp 12, 13 sinh con bị bệnh là bao nhiêu? Ta chú ý. Ta chú ý cho thầy. Cho thầy nhé. Cặp 12, 13 này muốn biết sinh con bệnh thì ta phải tìm xác suất kiểu gen của cặp 12, 13. Xác suất kiểu gen như sau. Người số 12, người số 8 là A lớn nhỏ, người số 7 là vì bố mẹ dị hợp, cho nên lúc này thầy đã lưu ý đó là 2/3 A lớn A nhỏ và 1/3 A lớn lớn. Cho nên sinh ra con người số 12 sẽ là 2/5 A lớn và 3/5 A lớn A nhỏ. Đấy. Lưu ý khi lúc này thầy đã hướng dẫn. Không hiểu chưa? Bố dị hợp, mẹ 2/3 A lớn A nhỏ, 1/3 A lớn lớn, thì con có kiểu hình trội sẽ có xác suất kiểu gen là 2/5 A lớn và 3/5 A lớn A nhỏ. Đấy, quan trọng là ta phải nhớ lưu ý đấy để không phải tính toán lâu. Thầy hiểu chưa? Người số 13 là A lớn A nhỏ rồi. 13 là A lớn, như vậy là dễ rồi các em. Vậy từ đấy ta sẽ có xác suất sinh con bị bệnh của cặp này là bao nhiêu? Đầu lòng bị bệnh IB sẽ bằng là 3/5 A lớn A nhỏ nhân 1/4. Xác suất sinh con bị bệnh bằng xác suất kiểu gen của bố mẹ là 3/5 nhân xác suất sinh con bị bệnh là 1/4. Vậy bằng 3/20. Câu B. Câu C. Xác suất sinh con trai không bệnh, bệnh không liên kết giới tính nên con trai là một tính trạng độc lập với tính trạng bệnh. Vì vậy ta có xác suất con trai bằng 1/2. Con trai là độc lập với bệnh khi bệnh không liên tính. Xác suất không bệnh, xác suất không bệnh bằng 1 trừ đi bị bệnh, mà bị bệnh ta đã tìm được câu B là 3/20, bằng 1 trừ 3/20 bằng. Các em xem có người quay quay kịp em nhá. Các em đã góp ý là người quay là thường nó không hợp tác với thầy, nên về lưu ý đấy. Bằng 17/20. Vậy đáp án phải bằng, đáp án phải bằng, đáp án ở câu C thì bằng xác suất con trai là 1/2 nhân xác suất không bệnh là 17/20 bằng 17/40. Đấy. Bởi vì ở câu B, con trai xác suất sinh con bị bệnh là 3/5 là kiểu gen lớn nhỏ nhân 1/4 là bằng 3/20. Vì vậy không bệnh thì 17/20.
và ta nhân với 1 phần 2 là 17 phần 40. Đấy, chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Trước khi sang bài tiếp theo, chúng ta ghi lưu ý như sau. Trong phả hệ, nếu một cặp bố mẹ có kiểu hình giống nhau nhưng sinh con có kiểu hình khác thì tính trạng mới xuất hiện chính là tính trạng lạ như lúc nãy thầy hướng dẫn. Khi xác định kiểu gen của những người trong phả hệ thì trước hết phải xác định kiểu gen của những người mang tính trạng lặn, sau đó suy ra kiểu gen của những người còn lại. Xác suất sinh con mang kiểu hình lặn bằng tích tỷ lệ giao từ lặn của bố với giao từ lặn của mẹ, mở đây là tích xác suất, nhân với, trong đó xác suất sinh con mang kiểu hình trội bằng 1 trừ xác suất sinh con mang kiểu hình lặn. Và chúng ta sang bài thứ hai. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do gen nằm trên vùng không tương đồng của hệ sở. Đấy, cho biết gen nào hệ sở được em nhá. Đấy, có thể xác định được kiểu gen của bao nhiêu người, phải viết để lên A nhỏ. Xác định được kiểu gen của bao nhiêu người. Xác suất đề cặp vợ chồng 12, 13 sinh con đầu lòng bị bệnh bao nhiêu? Xác suất đề cặp vợ chồng 12, 3 sinh con là trai không bị bệnh là bao nhiêu? Sinh con trai không bệnh là bao nhiêu? Như vậy ví dụ này cơ bản giống với ví dụ lúc này, nhưng có khác ở chỗ là gì? Là bệnh liên kết giới tính. Có khác ở chỗ đấy. Và cách làm phải khác nhau. Ta xem phải như sau. Đây, bây giờ như vậy là tiếp tục là phải vẽ các em. Vẽ. Đấy, 12, 13. Đấy, các em thầy vẽ hơi nhanh cho nên cũng không được đẹp lắm. Ta tiếp tục làm việc em. Câu A, xác định được cái gen của bao nhiêu người. Ta xem bệnh gen trội làn các em nhé. Trội làn này. Cặp 1 và 2 đều bình thường, sinh con trai nó bị bệnh. Như vậy bệnh do gen làn quy định. Đúng chưa? Vậy ta quy ước ngay là quy ước. Đó là A lớn bình thường, còn A nhỏ là bị bệnh em. Và bệnh nằm trên nhiễm thể X khi này lúc này đề đã nói, đúng chưa? Vậy tất cả những người nam đều biết được khi bệnh do gen nằm trên nhiễm thể X quy định thì tất cả những người nam đều biết được kiểu gen, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy ở câu A là 8 người nam, 8 người nam giới cộng với các người nữ như sau. Người nữ số 10 có kiểu gen dị hợp, vì người số 10 sinh con trai bị bệnh, chứng tỏ người số 10 dị hợp. Cộng với số 10. Người số 1 dị hợp vì sinh con số 5. Người số 1 dị hợp. Cộng với số 5. Mà số 1. Vậy tổng cộng là gì? 10 người. Bằng 10 người. Xác định được kiểu gen của 10 người đấy. Đấy, 10 người. Còn người số 4 không thể biết được, vì người số 4 bình thường, sinh con số 8 cũng bình thường, không thể khẳng định được. Và những người số 11, số 7 không thể khẳng định. Người số 13 cũng vậy, không thể. Ở câu B, xác suất để 12, 3 sinh con bị bệnh thì chúng ta biết rằng là phải tìm kiểu gen của người 12, 13 khi bệnh nằm trên nhiễm thể giới tính thì người nam là có kiểu gen. Ta có ngay là người 12 là người nam này không bị bệnh, kiểu gen là X A lớn Y. Còn người 13 không bị bệnh nhưng lại có mẹ dị hợp. Lúc này thầy đã nói người 4 bị bệnh, những người 10 mẹ
13, người số 10 phải là A lớn A nhỏ. Còn người số 9 là A lớn Y. Lưu ý lúc này thầy đã nói ở phần lưu ý bí kíp giải nhanh, đó là bố có kiểu hình trồi, mẹ dị hợp thì con gái có kiểu hình trồi với xác suất kiểu gen là 1/2 A lớn và 1/2 A lớn A nhỏ. Em hiểu chưa? Và khi đấy chúng ta sẽ có ngay câu B, đó là xác suất để con bị bệnh là bao nhiêu? Con bị bệnh là bằng 1/4 nhân với 1/2 bằng 1/8. Tức là xác suất con bị bệnh của cặp 12, 13 là bằng 1/2 A nhỏ, A lớn A nhỏ nhân với 1/4 bằng 1/8. Vì sao? Vì con bị bệnh khi mẹ là A lớn A nhỏ, và khi đấy thì hệ số là 1/2. A lớn A nhỏ gặp A lớn Y thì con bị bệnh là 1/4 nhân 1/4 và 1/8. Ở câu C, xác suất sinh con trai bị bệnh, con trai không bệnh là bao nhiêu? Thì ta chú ý rằng muốn tìm con trai không bệnh, đầu tiên chúng ta tìm con trai bị bệnh. Con trai bị bệnh. Kém chú ý, khi bệnh liên kết với giới tính thì tính trạng bệnh và tính trạng giới tính gắn bó với nhau. Bệnh và giới tính sẽ gắn bó nhau thành một nhóm tính trạng. Và vì vậy chúng ta không nhân con trai 1/2 rồi bị bệnh 1/8 như lúc này đâu, mà chúng ta phải xét chung thành một nhóm tính trạng. Vậy ở cặp số đồ lai A lớn Y gặp 1/2 A lớn A nhỏ thì con trai bị bệnh cũng bằng 1/8. Tức là xác suất con bị bệnh này chính là con trai. Con bị bệnh gắn với con trai 1/8. Thành một cùng tính trạng em nhé. Đấy. Thành một cùng tính trạng. Đấy là thầy được diễn giải ra 1/2 A lớn A nhỏ gặp A lớn Y thì sinh con trai bị bệnh sẽ bằng Y gặp A nhỏ là bằng 1/8. 1/8 con trai vậy. Đấy. Cho nên là ta lưu ý. Còn nếu bệnh không liên kết giới tính thì tính trạng con trai là riêng bằng 1/2. Tính trạng bệnh riêng. Nhưng khi bệnh liên kết giới tính thì con trai và bệnh trở thành một nhóm tính trạng. Một nhóm tính trạng và tính chung. Và tính chung em. Và đồng thời con trai không bệnh, con trai không bệnh sẽ bằng con trai trừ con trai bị bệnh. Mà con trai là luôn luôn chiếm tỷ lệ là 1/2. Con trai bị bệnh đã biết rồi, 1/8. Vậy bằng 3/8. Rất dễ nhầm lẫn, bởi vì rất nhiều bạn cứ tìm không bệnh là bằng 7/8. Bị bệnh 1/8 không bệnh 7/8. 7/8 nhân 1/2 là bằng 7/16 là sai. Đáp án nhiều sẽ là 7/16 đấy.